Lần đầu tiên, Liên đoàn B-Less thành phố Hồ Chí Minh tổ chức giải vô địch B-Less Pool 9B HBSF. Giải Pool 9B quy mô lớn với quỹ giải thưởng lên tới gần 200 triệu đồng cho giải đấu cùng với sự góp mặt của 256 người tham gia. Tại nhà thi đấu 215C Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12. Với sự đồng hành của Kaka King Việt Nam, vai trò là nhà tài trợ chính cùng với các nhà tài trợ khác. Giải đấu quy tụ những cầu thủ nổi tiếng, những cây đa cây đề trong làng bia Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu căng thẳng, gây cấn cho người xem. Tình yêu với bộ môn bia và sự ủng hộ của các bạn là động lực lớn nhất để chúng tôi tổ chức lên giải đấu vô địch Billiards Pool 9B HBSF 2023. Hãy follow Kaka King Việt Nam và Liên đoàn Billiards & Snooker Thành phố Hồ Chí Minh để không bỏ lỡ thông tin mới nhất và nhanh nhất.